bố thêm vào chưa? Bao nhiêu ống liên đây? Làm chai cậu làm chai nửa lít. Ngỏ lại cái điện thoại là ai vậy? Đâu? Ông khai ăn được bố đi bố về quê này. Thôi nó đợi ăn. Bố à lên biết dùng nhiều chú tôm nhở? Dạ. Bố con nhớ thêm thôi năng. Nhớ này quên đây đứa này chú tôm. Chú tôm. Chú tôm. Chú tôm. Chú tôm. Tôm. Chú tôm. Vâng. Xin chào mọi người, lúc này là 15 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2023. Mình đang trên đường đi vào trường Chí Đạo thì gặp idol. Lâu lắm rồi mình mới bắt gặp idol đi ngoài đường. Có lẽ không chỉ riêng gì mình nhớ idol mà tất cả mọi người đều nhớ tới idol. Mình like được một đoạn thì trời mưa to quá nên hai chú cháu đã phải vào quán để tạm nghỉ. Đây chính là idol của rất nhiều người của Lạc Sơn. Ơ bồ. Sao ngoài người mẹ là? Tao được khỏe. Ngôi thắng này là chưa rào à mà uế luôn. Này nhọt đó. Nhọt à? Ừ. Tức khẩm đến nay bố là ở không chưa? Chưa. Chưa à? Tại là ở đây ấy với cả ở đúng đó. Bố chết bố đi no sao bố bán đi? Sao bố bán đó? Mai đào phê. Mai đào phê à? Ừ. Mai ăn mấy khách mai đào. Ồ, ăn cái gì ăn cơ ghẻ đó. Ồ, ăn cái nào à? Ừ. Ai có 40.000. 40.000 à? 45.000. Bố tiêu hết 45.000 chưa? Chưa. Chưa tiêu à? Chưa. Mà chưa ở ngả mà. Chưa ở. Còn khi đó ăn này hết đỏ cá rồi. Hết đỏ em ở thôn biểu bố S Thiên đó bố ở hay? Ừ. Ở kẻ rồi hả? Ở dính luôn. Lâu lắm gặp chú, hôm nay cháu biếu chú ít tiền này uống rượu nhá. Vâng, cảm ơn chính chú nhá. Đây cháu biếu chú ạ. Vâng, 200. Vâng, 200. Tí nữa đi vào trong này uống rượu luôn. Vâng. Hay là đi về nhà? Về nhà chứ. Phải uống đây mới về. Uống say là chú tự đi về đấy, cháu không đợi được đâu. Bây giờ chú cháu mình sẽ nói chuyện bằng tiếng phổ thông nhá. Chú có nhớ là năm nay chú bao nhiêu tuổi không? Không có nhớ đó. Không nhớ á? À, lâu ngày lắm rồi. Ờ, và cùng già lấy già bữa ngày nào đấy, bữa ngày còn có bấy bay ông bồng mấy. Bố đã chết, mẹ anh chết rồi. Cách đây mấy năm thì cháu có hỏi người thân của chú thì đã bảo chú lúc đó đã ngoài 70 tuổi rồi. Cháu nghĩ bây giờ chú cũng phải 75, 76 rồi đấy. Ờ, đến rồi đấy. Đến là hơn đấy nhở? Ờ, rồi chết. Dạ. Có ngày nào chú không uống rượu không? Có uống ngày nào có rượu nào mà uống. Nếu ngày mai này gặp chú dạng hồ này cho uống chén. Chén mà chú cảm lắm rồi. Ý cháu hỏi là một ngày mà không được chén rượu nào chú có chịu được không? Ôi giời, không chịu được. Không chịu được cái gì? Ừ, phải chắc quán là làm chén này vô. Tóm lại ngày nào cũng phải uống. Ý phải uống. Cứ chú chối là vẫn chén là ba chén này vô. Cơm không ăn thì có thể được nhưng rượu không uống là không thể chịu được đúng không chú? Ừ, không chịu được. Để chú ấy ăn vào bao cơm bao canh đấy thì đấy mình nói chuyện được thì vui tươi đấy. Mọi người có thắc mắc là chú hay mặc những cái bộ trang phục rất là lộng lẫy, rất là lè lẹt. Không biết những cái bộ quần áo này là chú mua hay là ai tặng chú? Cái gì là bá Thảo với Xuân ấy cho sang cho. Bác gì? Bác Thảo tặng à? Bá Thảo. Thế lúc nãy là chú đang trên đường từ Vũ Bản về nhà đúng không ạ? Cái bác Thảo trường nhớ này nó to. Trời mưa to quá. Mình đang đi vào Chí Đạo, đang đi vào trường thì gặp chú ở giữa đường đó. Mình đã dừng xe lại để cho chú đi nhờ. Nhưng trời mưa to quá nên hai chú cháu phải tặng chú ở đây. Cháu xem trong đồ cái nhãn của chú có những gì vậy? Có cái gì đáng mai đây. Đây là chú Hợp chuyên đi mài dao mọi người nhá. Chuyên đi mài dao kiếm tiền. Kiếm tiền đây cũng có. Chết. Đang theo áo à? Áo, về cái cho. Áo về đặt cho. Cháu kiểm tra trong túi chú có gì nào? Túi kia. Chai gì kia? Ừ. Chai gì kia? Chai nước uống. Chai nước uống, cháu tưởng là chai rượu. Cái này là cái gì? Túi tiền. Túi tiền. Chú mời xem nào hôm nay thu nhập được bao nhiêu rồi? Túi tiền nhà nước nó phát cho đấy.
Tiền này là tiền của nhà nước hỗ trợ à? Ừ, hỗ trợ. Mỗi tháng được bao nhiêu tiền chú? Mỗi tháng là 306. 306? Vâng. À, 306 mà tính ra rượu thì mua được khoảng mấy lít? Ừ, mặc cảm rồi đấy. Thế 306 có đủ uống trong một tháng không? Ơi giời trời hồ. Thao à? Uống ít thôi. Đây là chiếc điếu thần thánh. Điếu thần thánh của Mít Hợp. Đây chú cầm đấy. Điếu thần thánh. Điếu thần thánh. Điếu thờ phân miếng cho cái này. Quá đà. Trước tiên phải đổ nước vào này. Đổ nước vào này. Cháu thấy là lúc nào chú say rượu chú vui tính hơn. Vui tính hơn mà chả hay nói gì. Bây giờ trong người chưa có rượu nên thấy ở lành đi. Lúc nào phải phê phê cơ. Khi nào uống vào thì ngủ rồi. Uống vào văn lúc đấy máu văn nghệ nó mới nổi lên. Một ngày chú hút bao nhiêu lần? Một ngày đã hút 3-4 điếu. 3-4 điếu à? Lẻ cắt thôi. Lẻ cắt luôn à. Ủa cho chui nhạc khủng. Nhìn chú về vụ bản là hai chú cần chú này để giúp kia nó cầm mấy chú mất cho nó chú ấy. Ừ. Người chú mà mở cầm hoa cơ. Để hút đồng điếu lúc nào rất là nhiều thao tác rồi người ạ. Vâng. Kéo vừa đây, kéo vừa say lở ngả đấy nhá. Úi giời, càng phết nhờ. Nhiều hơi thế. Cái điếu này ngắn, anh kéo nó nhiều hơi thế nhờ. Phê. Gương mặt đang phê. Úi giời hò. Chưa có rượu nó khay như thế đấy. Ừ, khay có lạo. Có rượu nó không khay như đâu. Cay thuốc lào. Ui cay. Chưa bỏ chưa? Chưa bỏ. Đấy, vậy chú vô. Dạ. Ê. Chưa bây giờ. Cái cây hay cái cán cả đây. Ở đây, ở đây đó. Đây là chân phải nó để tới này. Ừ, đúng rồi, các bạn chú ý cái này nhé. Cái giày này. Hai, ba. Ai giày. Cái giày này. Ngàn người nhiều đây. Nó cho vào, đặt cho vào đi. Cho vào cẩy đi thắng cho. Đi lắm đi nhớ. Dạ. Đi tiếp mày. Còn gì ăn không em ơi? À nhầm à. Ngô Yên, bố Ngô Yên. Ừ. Ngô Yên, cứ Ngô Yên. Quán bún đi đây. Bố quán đi. Quán nhà cô Chôn. Cô Chôn à? À đúng rồi. Thông quán.
Đưa nó hỏi không? Có muốn không em ơi? À, con. Người nhà nước cái gì rồi? Ừ, Yên, Yên nó thôn cho xuống. Ừ. Úi giời, mọi người nhìn này, chân ngắn nó tới đâu? Chân rồi. Ờ, bể thủa hai. Ờ, hai mà. Ừ. Ông ép này ra khay ơi, nó chỉ bán. Đúng rồi đó. Có đôi cho lá vậy. Bao này, bao mà hốt đô nhắm mày. Có cả chi đi nhắm hốt cái thôi. À, cái đó ăn bụi à, có cái gì sao chìm kia mình bỏ ổng này na thôi nó ổng cho bát bụi này hay cho bát bụi nó ổng rào chết cái nhầm với cái bụi đó này. Ừ, nhầm bố ngồi vào trong khả bên đi. Ừ, đi chứ ngồi khả bên đi. Ngồi đi kể đi kể gì cho dạ. Ngồi đây ngồi quay lại mặt hắn đi nè anh bầu một kia nè anh ai đồ nè phải đi đấy giờ dạ phải chưa phải đây. Cát xe hơi cao đấy. Đồ này xe cả chục. Ok, 4 triệu đây. Cái này bố ăn này ăn đấy anh. À. Lấy thăng nó để ăn thì mềm với nó. Ừ, ăn mềm đó. Ăn để là hút vào vậy. Ừ, nó nhà thì đâu có núi. Cho cốc rượu đem rồi. Ừ. Ông hay uống ở đây không? Có hả, uống bà còn hay cho ông ăn không? Tầm này có say không đấy? Ủa nhưng mà không kêu uống hết này đâu. Uống hết say không về được nhỉ? Vâng, cho một hai chén nhỏ thôi. Ừ. Lao mày chén này bố hai, khay ấu rồi ạ. Ừ, ấu rồi ạ. Dạ. Ngoài cạnh cái chế tạ. Ui. Cho rói rồi. Ừ, vừa. Bố rói rồi. Ừ, rói. Đây ổn giấy chuối giá. Ê, thôn lo ổn một chén. Ừ. Ê, một tỏi ra đây. Ừ. Một tỏi giá, ớ, nó là nó rồi nha. Mưa to ra đây. Mưa to ra đó, anh em với anh nhụt đó. Có ngày nào mà chú ngủ ngoài đường không? Ê, ngủ mãi chú. Ngủ mãi ôi trời ơi. Cây nó bên nhà đó. Hay không đi về được nhà đúng không? Ừ. Rồi cháu xin để cháu rót à. Cho ít thôi. Ừ, ít. Ừ. Thế là chân may cặp thịt với cặp chú là ở nhà nước là hoàn cả mỗi đầu đến cuối. Cũng may là bà chú trồng. Rồi ông ấy kể nhiều là bố mắt thêm chú là án đây. Mất thương để cho 200 nghìn. Ờ, biểu bố hạt lắm đó, ổng nào ra đây này. Ổng nào rồi. Mới bố ạ. Mới ra. Bách cây. Úi giời, bách đây. Đỡ thôn lễ đua cho. Này bố. Ừ, chia đi bố. Ừ, chia. Ăn cho vui bố. Bố ăn này, thôn ăn đây. Ừ. Ăn này. Mưa đấy nè. Có ăn ớt không? Phải nó như vậy ớt đó. Lẽ ăn ớt đây. Ừ, ăn ớt qua ra qua này. Chính là cái kia rất là ớt. Ớt nè. Ớt là ớt. Ớt văng ớt. Ớt văng ớt. Ớ, khung đây. Ờ, khung luôn kìa chị. Ừ, đưa nó ớt đằng ông ngoài. Thì cứ vậy, lấy cả ớt ra ngoài như này. À, dạ, dạ, lấy cả ớt mà nó ăn là mới ngon. Mới ngon. Dạ. Để đứa là ớt hà, để đứa là khung, à. Khung văn ngoài khỏe cứ vậy. À. Ết ơi, mình lo mà cay là. Ừ, được rồi, em lấy rồi. Quán em bán vào ngày à? Rồi, cá rau phù mà. À ơi, lấy có rí đó. Ờ, cái gì? Ní hết cả. Ê, ăn này bồ. Ờ, ăn này đưa, nó lấy ní luôn. Ui, cá. Cá. Ui, cầm đả hô. Ừ, ướt cả cay luôn. Ăn đây. Ăn rồi, vừa ra. Đây. Ê, ông hết đây đấy, ăn đi hay. Ừ. La hàng ba chén đây, nó cay. Ừ. Ấy chủ chuồng ra ăn thôi chủ đấy nhá. Ờ, đó thì khế như ở bố ạ. Bố cứ mời tự nhiên này đó. Chủ chuồng để
anh đâu chưa anh qua viên bậc tỷ thế khổ xa khá lô đó à. Anh bắt tôi bắt chảo bước đi bị quậy à, thế bố ăn này thôi là tắt điện thoại để bố ăn tự nhiên đây. Vâng, cảm ơn. Con thằng nó phố kiểm đấy tôi nghĩ thôi không tí nó say trời mưa nguy hiểm cái mưa vẫn đang hết tiền đấy à. Đây là chén thứ hai, chú uống mà 4 chén thôi nhá. Ừ, 4 chén rồi. Rồi, 4 chén rồi. Này khôi đấy. Chú ăn đi. Ừ. Càng ngày càng mưa to. Ừ. Càng mưa to thì nhột đấy. Ừ. Đấy, thấy chưa? Ừ. Căng cảnh đấy. Ừ. Cảm ơn chú nhá. Vâng. Ôi ôi, hơi một. Bố ăn tay chiêu nhờ? Ừ, ăn tay chiêu. Dạ. Đây mọi người này, gọi cho chú bát bún này, chú chỉ ăn được mấy miếng thôi. Bảo không ăn được, chỉ có uống cái này nó dễ vào này. Toàn hơi một đây. Thôi ấy, bố ơi, ba chén này. Ừ, ba chén. Cố mà ăn thêm mét này. Ừ, ăn thêm. Ê, dạ, ăn bố ăn lì, bố hảo lì giờ du à? Nó hảo mới uống món này ưng cho nhà mình nghe rồi chửi. Ây ây, ngoài thì chấn bổ đó nhé, các cô ấy ưa bổ đó. Ờ. Đăng clip bên các cô đều bổ là ơ người yêu, anh hợp là người yêu. À, chốt dài vậy. Mà anh nhỏ yêu. Bố có mắt có quế mỏ là chùm đi ăn. Đúng ấy. Ây, các cô đều bổ là hảo anh hợp đó mà anh nhỏ hảo. Ê, cánh nước cái nhà cô quỷ mái rồi chứ bỏ cái này lấy cô quỷ đấy chứ đến chục cánh nước có mấy chục bạc mấy dạ chục bạc này chú ơi đang cân bò ừ. Chục bạc cái này nó chắc được cái quái gì nước nói đã phát huy tác dụng rồi mọi người ba chén mà là nước nói đã phát huy tác dụng lúc nãy ở buồn đi buồn giật quen uống mà ừ. Ê, bố ăn đấy ừ. Ăn xong hát một bài nó quê đây trời uống trôi lòng đẹp nung chẳng phải cúi cho chị chờ mơ chiều cầu dài uốn lưỡi ui hay ra giờ chú thì chơi cho tiếng kinh cho mọi người nghe nào ừ. Chưa biết cái là cái kinh cái gì hát đúng rồi chưa được à ơ bố ăn tiếp vậy ăn tiếp vậy ừ. Làm mấy miếng đây bố ừ. Để hát câu nữa nhá ngày hát tiếp à ừ ây nhỏ ra đó tình trời ngay rồi chị người doanh ơi tình trời lọ cung ăn con cho cầm rải ô nai đây 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 thôi nhá bố nhá ừ. Thôi. Hôm nay trời mưa ba chén rồi uống thì thôi không là say là không về được thế tí nữa cháu lai chú về nhá ừ. Lai biết nhà ở đâu cháu biết rồi ừ. Biết rồi mấy thằng nhòe nó đánh cho này làm thế nào à cái thằng em đó nó ấy trực nó đánh mình nhá à có nghĩa là chú không muốn cháu lai về mà sợ người nhà chửi chú đúng không ừ được rồi à. Thế chú phải tỉnh táo chú đi bộ về nhá vâng nó đánh cho người ấy đánh làm gì dám đánh ừ nó đánh đấy không đánh đâu nó làm gì cô đánh ơi chú uống ít là chú đi bộ về là được ừ. Cháu lai về đúng cháu lai về em của chú lại tưởng chú say quá không về được nhà đúng không ừ nó nói đi thế mà vâng ok xoay kình nó đánh bố vô đó ừ, vâng không sao ạ gửi cả tiền cho chú nha lúc nãy biếu chú 200 thì chú cứ để cẩn thận nó rơi mất nhá ăn bao lấy du này ngủ này nó để cái cả cứ bình tĩnh mà ăn thổ quê lấy nha là án anh muốn hình thổ quê lấy nha dạ người cả nó để nó như bầu y ả đó là chỉ mà lì cần đi bà hiểu đây chú mày đúng rồi bầu mắt bố là ngày đây ông ơi là mắt thôi nó lì mắt đem à đem cái đôi
Cái đời ăn bố được mà bố cho thôn đưa qua nhà thôn nuôi trước hay? Bố cứ bình tĩnh mà ăn này ăn đúng với khẩu hay? Với khẩu. Chào bố đó. Để biết rằng chào em nhá. Chào răng trường, cầu trường, chào chú. Dạ. Chú trường là trường cho đồng chiến qua nguyên bắc chạy chú về đang đoạn với khó người nhau à. Khi mà chuồng thì chuồng lại các ngài chú ơi. Ê bố, bố nhà ma à, bố nghe rưới đúng không? Ê, cái rưới nó, nhà ma nó răng chuông này. À, chuông là cái gì đấy? Là cái chuông đó. À, chuông, chuông. Ừ, chuông. Răng chuông đấy. Răng chuông đó. Dạ, thôi nó tướng bố nhà ma ơi. Ừ, nhà ma. À, phải nhà ma đấy. Mở răng. Mở răng, răng chuông. Ê, cái đồ, chế đồ, ôi, cái chuông đi mùi à. Quyền ăn ý lại ơ quán đỡ lại châu lại chuồng gặp chủ hóa chuồng cho bát cơm để bữa bát cháo à đỡ cảm ơn đỡ khổ sổ để bữa khá lắm à đúng do chú ơi. Ê, ơi cảm ơn bố đó à, đỡ ơi chú lo riêng ăn không khà khó cha lô nhai thầy chị huy đúc quý liền bầm nga tình ca bầm kết thiết đơn kháng liều đô nghe chỗ ơi. Ê tuyệt vời. Ê trời tuyệt vời. Rồi cháu về trước chú nhá. Vâng. Hẹn chú lần sau. Ừ, lần sau. Vâng. Lần sau ra đường chú gặp cháu, chú phải nhớ tên cháu tên là gì nhỉ? Cháu Trung. Ờ, vâng ạ, cháu cảm ơn. Vâng. À, trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu phải say. Rượu mà uống không say. Rượu mà uống không say, không phải hay uống rượu, không phải hay uống rượu, uống rượu mà rượu là rượu mà bia là bia. Nghe mắt mang ngủ với vợ, nghe tiếng rượu rơi lại đi. Vợ mà nói.